Tôi trúng số được 200 ngàn mà tôi đi ra đại lý tôi đổi với số. Thì hôm qua tôi có nằm mơ là ông già tôi là ông kêu quánh số 30. Tôi đổi được 4 tờ mà con vịt nó kêu tôi là lấy số 23 đi. Tôi hỏi lý do tại sao mà quánh số 23 thì nó cắt ngửi tôi được luôn. Tại sao đánh số 23 nói nhanh? Lý do gì? Ba kêu quánh số 30 đó. Tại sao quán số 23 nói cãi là gông là tại núi sao? Đè chết nghe chưa? Rồi nói đi, cắt cắt nghe. Là một số 23 nói ngày xưa là ở ngoài nhà đánh đề, là bên mà nằm ai mà nằm ngủ mà mơ, là thấy mơ thấy cái gì á, là ông là cả bảy đàn bà là chín. Cho nên là ông mơ thấy ông ba là ông 7, 7, 14, là 7, 7, 14, là 9, 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 là 9